Và Hồng Trang đang đứng ở một bối cảnh quay của một bộ phim truyền hình. Và hôm nay Hồng Trang sẽ giới thiệu đến quý vị một diễn viên nữ trẻ trung, năng động, dễ thương. Cô cũng đã rất là nổi tiếng qua rất là nhiều vai chính khi mà tuổi đời còn rất là trẻ. Em là quê ở Đắk Lắk. Dạ, em ở Đắk Lắk. À, vậy là mình người dân tộc Kinh hay là dân tộc... Dạ, em dân tộc Kinh vậy. À, chị chủ yếu là chị muốn hỏi là cái tên Lê Bê La là sao? Dạ, chị chưa hiểu lắm. Cái xuất phát của cái tên này là do ba em đặt cho em. Ba đặt luôn? Dạ, là vì là cái tên này là xuất phát từ tên của công chúa Arabella. Công chúa. Yeah. Nhưng mà đâu có ngờ đẻ ra đâu phải là một đứa công chúa đâu, một cái thằng đàn ông đích thực. Vậy luôn à? Cái phần đó là chị hỏi sao cho là mà tại sao ba lại lấy cái tên của một nàng công chúa? Hồi xưa ba thích đọc truyện rồi tiểu thuyết rồi hay làm thơ rồi. Nói chung á, ba em là một người nông dân là chính hiệu đó. À. Nhưng mà cực kỳ nghệ sĩ. À, dạ. Vậy đó hả? Ngày xưa em nhớ có lúc mà má em mà đi xa, đi vô Sài Gòn có chuyện gì ở nhà, ảnh nhớ là anh toàn làm thơ. Sao là tụi em đọc lén luôn, cười lắm. Vậy đó hả? Dạ, nhưng mà tụi em cũng thừa hưởng những cái gen đó từ ba mẹ. À, mẹ cái chất em, nghệ sĩ dạ, đó hả? Mẹ em cũng là người mà ngày xưa tham gia văn nghệ rồi cũng mạnh mẽ lắm, hát cũng được. Cho nên là tụi em thừa hưởng được những cái gen đó. Cái công việc diễn viên là cái ước mơ từ đầu, từ bé của em. Ban đầu thì cái khoảng thời gian lúc nhỏ của em chưa có định hình được. Và mình nghĩ là mình, tại vì cái điều đó nó quá cao siêu đi. Và thực ra là phim ảnh nó cũng chưa có nhiều. Hồi đó chỉ có chương trình VTV3 văn nghệ cuối tuần, phim nhập nhau dạ, cuối đúng tuần rồi à. Thì em chỉ coi những cái kênh đó, thì em cũng không nghĩ là mình có khiếu đâu. Bởi vì một ngày em coi phim em coi Gặp Nhau Cuối Tuần, xong rồi em thấy anh Xuân Bắc, anh Kim Tử Long diễn những cái câu thoại của người Bắc á, rất là ngộ, rất là dễ thương. Xong rồi em cũng học theo, và em có một cái là em học thoại cũng nhanh. Xong rồi mình ra đi làm vậy nè, cái nửa hoặc là đang làm mệt mệt thì em cứ hay diễn trò, em hay nói vậy, làm vậy xong rồi ba má cứ cười. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ là diễn viên. Cái lúc bắt đầu thi vô đại học thì mình phải suy nghĩ là mình lựa chọn con đường nào thỏa mãn cái đam mê nữa. Và cái mà làm nghề diễn viên là em giấu, em cầm hồ sơ nhưng mà em giấu rất kín. Cuộc thi của em nó cũng cam go lắm. Khi em mà em nhận giấy báo thi xong rồi mẹ đưa em đi, xong rồi về trong chờ đợi vẫn hồi hộp lắm. Nhưng mà trong khoảng chờ đợi đó vẫn đi ra đồng làm đẩy thấy mồ luôn. Đâu cái giấy báo đậu tới thì nhà em cũng rất là mừng. Em thì em cầm tờ giấy đó em hát ầm ĩ, em chạy quanh sân á. Cái nhà em cũng tổ chức tiệc linh đình. Ngày tiễn em đi thì trời mưa tầm tã. Chị biết không, giờ đi đang đi xong nước ngập quá mà cuốn trôi mấy cái cây cầu gỗ. Cái bà nói thôi giờ chỉ còn một cách. Tưởng đâu về lấy chiếc Lamborghini gì bún bánh gì ngon lành ha. Lái chiếc công nông, trời vừa đi vừa hát gì đó chị. Mà trời mưa nữa. Trời mưa, mặc áo mưa, ngồi trên xe Lamborghini công nông. Như phim luôn. Trời rồi. Cái hình ảnh nó đúng là em bây giờ em nghĩ là cái hình ảnh nó rất là đẹp luôn á. Nó hiện diện trong em, trời nó đẹp kinh khủng. Trên xe về đầy ngậm ngùi chị ơi. Ba má về xong lúc đó mình ngậm ngùi lắm. Nói chung là mình đi ra có một cái cơ hội mới như vậy là mình rất là vui. Và mình đi học, trời hồi đó chị chưa biết đâu. Cả xóm, hình như cả huyện luôn. Bao nhiêu người mà có mình đậu diễn viên. Em cũng có nhiều người thi á chị, nhưng mà có mình em đậu. Trời, cái đó là cái điều đầu tiên em muốn nói, đó là một cái sự hãnh diện và tự hào. Tự hào về cái bản thân của mình. Trời, và cái điều thứ hai nữa là em bắt đầu cuộc sống xa nhà. Em không biết là em chinh chiến sao với nó đây. Với một tháng ba má cho 1 triệu đồng, mà tiền trọ là hết 300 ngàn, còn lại 700 ngàn để mà chi tiêu ăn uống tất tần tật mọi thứ. Thì mình phải chi tiêu làm sao đó. Cái vụ này chưa bao giờ em kể, em ít khi nào em kể được. Kể nghe đi. Em ít khi nào em kể thì em không có muốn mọi người nghĩ là mình kể lễ này nọ, nhưng mà thực sự là chị biết em chỉ ăn bánh mì không, em uống nước, ăn uống vậy, uống cho nó nở ra cho nó no vậy xong. Mà trúng cái ngày mà học buổi sáng học võ thuật, buổi chiều học hình thể đó chị. Xong là trời ơi em say sẩm mặt mày luôn á, em xanh mặt luôn á. Nhưng mà giống như cái hoàn cảnh tới đâu thì sức chịu đựng của mình nó tới đó. Cái xong rồi em cũng vừa vượt qua hết. Em có đi làm thêm không?
Có chị, em làm thêm nhưng mà nó cũng dính dáng tới nghề của mình. Mình học trong trường diễn viên á, nghệ thuật thì mình cũng được lợi thế cái đó, cho nên em cũng không có vất vả chật vật khi mà đi xin việc. Còn không thì đi múa đám cưới rồi diễn ông xui bà xui các kiểu, sau đó là tham gia các em về diễn quần chúng cho kịch Sài Gòn. Đi học xa nhà mình liên lạc với nhà là mình dạ hồi đó làm gì có điện thoại không? Dạ xong rồi em mà hồi đó ở với chủ nhà mỗi lần nghe điện thoại thì mình phải mất tiền. Em thì tiếc của tiếc tiền nữa nhưng mà cũng nhớ mẹ thì còn không thì em sẽ ra bưu điện. Mà cậu em khi mà đi về á thì em ngồi ngoài hành lang nhà cậu em á, em viết thư mà em đẫm nước mắt. Chị ơi, em vừa viết mà vừa khóc, nước mắt rơi lã chả. Kêu cậu em đi xuống. Cái gì vậy trời, cái gì vậy trời, thôi bà leo lên xe đi, tôi cho thằng kia ở nhà rồi bà leo lên bà đi về. Xong em cũng gom gom đồ chạy nhảy lên xe. Trời ơi, em về nhà mà cái mùi tóc của mẹ em á, cái mùi mà mùi chị biết mùi tro bếp không? Lúc mà mình thổi lên cái tàn tro nó bay lại tóc này nè. Trời ơi, em chạy ra sân cái mấy đứa em nó nói mẹ ơi hai về bắt đầu mẹ buông hết mà chạy ra. Trời ơi, em thả sách em nhảy em ôm mẹ em. Trời ơi, em ôm cái ngách nè, em nhớ mẹ em dễ sợ luôn. Mà cái mùi đó nó tự nhiên, cái mùi đó nó hồi xưa ở nhà mình thấy nó bản thân mình nấu ra mình thấy nó hôi nó hơi khác. Tự nhiên cái mùi lúc đó nó làm mình đã. Chị biết em hít hà mà em không ngưng luôn, em hít hoài luôn. Tại vì cái cảm giác nó làm cho mình vơi cái sự nhung nhớ của mình đối với mẹ mình. Rồi ba thì đi rẫy rồi, không có nhà. Nên rồi chiều về mới có ba. Rồi chiều về thì ba thì người đàn ông thì dù họ thương con nhưng mà cái cách cái thể hiện của họ nó cũng cứng rắn hơn. Ngày ba má em tiễn em đi á, chị cứ nói một câu là con á là ở phía sau á, còn bốn em nữa. Thôi con ra đó cố gắng học hành cho đàng hoàng, rồi đừng có ham chơi thế này thế kia rồi. Tại vì mình là tấm gương sáng, con mà có sáng hay đục á là mấy đứa em nó soi theo á. Xong rồi mình đi ra đi với một cái câu nói của ba nhưng mà nó nặng lắm vậy. Đúng rồi. Trời ơi, nó nặng tựa ngàn cân mà đè trên vai em luôn á. Xong rồi em mỗi lần em đi ra em mình nhiều khi mình bạn bè rủ đi chơi cái gì mà hơi quá lố hay quá đà một cái là mình cũng không tự nhiên mình sực nhớ những cái lời đó và làm cho mình chùn bước. Có những cái chứ tuổi trẻ mà chị làm sao không có cám dỗ được, nếu mà nói không cám dỗ thì là không đúng. Đúng rồi. Và giữa cái đất Sài Gòn với cái nghề của mình nữa, nó rất là phức tạp và cái sự va chạm nó dễ lắm. Nhưng mà cái gì để làm mình thức tỉnh ngay cái lúc đó là cái điều đó mới quan trọng. Cho nên là em nói là những cái đó tự nhiên có thể là em nên người cho tới bây giờ là nhờ những cái hình ảnh dung dị của ba mẹ, nhờ những cái lời dặn dò chân thật. Và hơn hết là tự nhiên mình sống từ nhỏ tới giờ mình thấy ba má lam lũ khổ cực lo cho năm đứa con ăn học hết, ăn học đều hết. Hầu hết các vai diễn mà của riêng anh giao cho Lê Bê La và các đạo diễn khác thì anh thấy là toàn là những nhân vật là gai góc cá tính. Ở ngoài đời cũng vậy, mặc dù là Lê Bê La thì không sắc sảo như những diễn viên khác. Nhưng có một cái sức hút gì rất là lạ. Giống như là khi mà vào các nhân vật là nói chung là nó thể hiện vân vân nhân vật nào thì ra nhân vật đó. Và cô bé này thì nói về diễn xuất là khỏi chê. Dạ, chị hỏi nhỏ xíu nha, giữa em với Lê Bê La mình làm việc chung nhiều hay chưa? Dạ, em thấy diễn viên Lê Bê La như thế nào? Dạ, em thì em làm việc với chị Bê La thì phim đầu tiên mà cũng là 4 năm rồi. Là em đã đóng chung với chị rồi, cái phim Cá Cược Cuộc Đời. Thì lúc đó là chị Bê La đóng vai là chị gái của em. Rồi sau này sau cái phim đó thì là hai chị em là em kêu chị Bê La bằng hai luôn. Tức là chị luôn. Dạ đúng rồi, kêu bằng chị hai luôn. Còn chị hai thì kêu em bằng Út. Dạ. Thì cái tình cảm của chị em thì lúc đó thì khi mà em mới bước vào nghề mà chị Bê La dạy tận tình cho em rất là nhiều. Nói chung là lúc nào cũng chia sẻ những cái vai diễn mà suy rất là dễ thương. Chị Bê La rất là dễ thương. Và cái nói chung là có nhiều cái mà em không hiểu em đều hỏi chị thì chị đều tận tình.
em tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh mình năm mấy chị qua nè? Năm 2009 chị. 2009. Tốt nghiệp xong không có việc làm. Bản thân em cũng cố gắng đi casting rất nhiều lần nhưng mà không có tác dụng gì hết trơn á. Rồi mình em nghĩ là có thể là do một phần là mình chưa hợp vai. Cái thứ hai nữa là không có trau chuốt vẻ bề ngoài á. Cái lúc nào cũng rất là đơn giản, quần jean áo thun. Trong cái khoảng thời gian đó em bị mất ngủ triền miên á. Em phải dùng tới thuốc an thần. Tại vì mình cũng khóc, mình nhìn lại mình xong mình thấy mình đang bơi về đâu á. Nhưng mà bây giờ lại đối diện với chị là một diễn viên Lebella rất là nổi tiếng thì đâu là cái bước ngoặt của em? Trời ơi, thì cái bước ngoặt này nó đưa em tới hai bước lận chứ không phải một bước đâu. Vậy hả? Còn ngoặt nào nữa? Hồi đó là trợ lý Hải Thanh mới kêu em nhờ em đóng hai phân đoạn trong phim Ngõ Vắng của đạo diễn Nguyễn Dương thôi. Thì tại cái vì cái phim đó là nữ diễn viên bị bệnh đột xuất thì ổng chợt nhớ ra em, bởi vì ổng hay lân la vô trường kiếm diễn viên á chị. Ổng gọi điện cho em thì em ok em giúp ổng. Từ đó cái những cái mối liên hệ cũng đi luôn. Đúng rồi. Ổng giữ trong đầu á. Cái sau khi mà cái phim Cổng Mặt Trời đang rầm rộ casting thì ổng mới gọi điện cho em dạ rồi để em biết rồi, nhưng mà thực ra em không có đi cũng bởi ngán cát rồi đúng không, mệt quá à, không được cái gì đâu, cát chi nữa mất công á. Cái ổng điện nữa, ủa sao giờ nó chưa lên, kêu dạ không có xe. Cái xong thực ra em cũng có xe thiệt, hồi đó em không có xe máy thì bạn nó mới chở em đi cát, xong rồi lên thì mặc váy đồ ha. Thôi lần này rút kinh nghiệm rồi cũng biết chút qua điểm tô. Em có khi nào mình yếu điệu thục nữ quá, cái xong cái casting là cái nhân vật nam tính không? Đó thấy chưa, ủa vậy luôn hả? Chị có biết là trong phòng bao nhiêu người con trai là âm thanh ánh sáng phó đạo diễn trợ lý đạo diễn rồi quá trời ngồi vậy đó. Bảo quay vô tường mặc váy đá bụp thằng kia quay ra thấy Nguyễn Dương nè, cái anh nói trời ơi dữ ha. Nhưng mà vậy nè, nói nghe, nếu mà đậu vai này thì cái tóc của em á giờ cắt ngắn được không? Dạ chơi luôn, đâu không suy nghĩ luôn chị. Tại vì mình thích quá. Một tuần sau trợ lý đạo diễn gọi em đi cắt tóc, đi học võ nha. Là sao? Thì bà đậu rồi chứ sao. Em mừng gì. Xong ổng chở em đi cắt tóc, chở em đi mua nón, mua quần áo con trai, rồi đi tập võ ngày nào cũng chở em đưa đi đón về, đưa đi đón về bên phòng cắt cái đơ ấy. Tại vì đoàn phim gửi mà. Thì mình cũng nghĩ đây là một cái công việc bình thường của một người trợ lý thôi. Có đâu ngờ là ổng đã có tình ý với mình. Và bây giờ ổng là chồng của em. Cái mặt đó có hai cái đúng không? Đó. Một cái là sự nghiệp, một cái là tình yêu. Trời luôn ơi. Hả? Nãy giờ trò chuyện với em cũng khá là lâu, mời em ăn bánh uống nước ha. Rồi sau đó thì chương trình đã có chuẩn bị một món quà. Vào một buổi sáng bình yên, chương trình Người Kết Nối đã bất ngờ xuất hiện tại nhà của diễn viên Lê Bê La. Trước thì cô ở trên nhà cũ, rồi sau bé đi học rồi ra trường, rồi nó không thấy ba mẹ lam lũ cũng vất vả đó, năm anh em. Rồi nó không cố gắng, rồi nó cũng làm dành dụm tiết kiệm nó cái thôi, nó cũng hỗ trợ cho ba mẹ để cho ba mẹ cũng đỡ khổ bớt. Tại vì ở trên đó là xa quá thì để đi ra đây cho tiện, để buôn bán nhỏ nhỏ thôi. Dạ chú thì đang ở đâu cô? Giờ chú đang ở trên nhà cũ, nhà trước hồi Lebella sống còn nhỏ. Rồi thì có gì mời chương trình về trên đó chơi. Lebella thì cũng theo ba mẹ ra rẫy, ra đồng, học buổi về cũng ra, còn ngày chủ nhật thì cũng thường xuyên đây làm. Thì ra chẳng hạn như mùa tiêu thì lượm tiêu khô, còn mùa bỏ phân thì đi cầu lá phụ ba mẹ. Mà đi ra đồng thì rất là vui, mấy chị em rồi tập làm xong rồi tiểu tập lại trưa rồi ngồi ăn cơm, hoặc mệt rồi ngồi uống nước chỉ lao, rồi chị em với bé bo với nhau thì hát hò rồi tự diễn xuất cho nhau, cười. Chị hai là phân bổ công việc cho mấy em. Chị đứa hai lau nhà, đứa giặt đồ.
Còn đứa nào đi học thêm buổi chiều thì đi, đứa nào không học thêm thì chị phân công đứa nào đi ra đồng với chị. Khi mà Bella bước vô được lớp 10 lên lớp 11 tội nghiệp, tóc thì tóc quán giống ba, cứng mà quán nữa. Tóc bị quen. Trong khi đi học đó là trước khi đi học đó là sửa soạn là kêu ba ơi, mẹ ơi, tóc như mì tôm, này nọ kia. Như thôi mẹ, năm nay con đi học, mẹ chuẩn bị hàng, mẹ bỏ vô, mẹ ba cặp với mẹ luôn. Cho con mượn tiền đi, ba mẹ cứ mua cặp heo bỏ vô chuồng, rồi con đi học thì là để tự con chăm, con lo cho heo, rau con cũng tự cắt heo rồi ăn. Đến khi mà con bước vô năm mới đi học là bán heo đó cho tiền con dưỡng nó đọc tóc. Khi mà hồi đó là còn khổ, con chưa sắm được máy giặt đâu. Hai vợ chồng đi làm quần quật nước mà rải cả ngày. Thì đi về thì thấy nó lo, nó sắp xếp là em út tắm xong là nó đem quần áo nó ngâm trước hết, mình nó ra nó ngồi nó giặt hết một thau đồ em. Đúng là ban ngày lao động vất vả chứ gì, là gặp con đó là mình không có nghĩ là hắn sau này hắn là trở thành một diễn viên. Nhưng mà có cái hắn diễn nhiều cái là coi như đúng là cái niềm vui, đúng là cái niềm vui của mình. Cũng như đoàn cầu lá nó bay, có khi nào là trong cái đấm cầu lá này có diễn viên điện ảnh không? Mấy hạt dốc rồi mà rằng chi thi làm chi có được đó. Nhưng mà rốt cuộc là đó, rồi xong ra cái mương nước chảy cũng gọi diễn viên điện ảnh đó bà. Nếu như được thì bà cũng mừng đó. Nhưng mà rốt cuộc là coi như đúng rồi, là thi một trường một mà là anh lại đậu á. Mới là thời gian đầu cũng không có tạo điều kiện cho nó đâu. Cứ nghĩ là hề hề trong nhà vậy thôi, chứ còn ở ngoài thì mình không quan tâm. Mình không có vé để giờ nghĩ thì cũng tội cho con. Ê, không, nói chung là cái đời sống của chị em Bella là chú là người khắc khe nhất. Mà đến bây giờ là chú nhìn con á, là thành đạt là chú rất là thương nó hả. Bởi vì là hồi đó là chú cấm đoán nhiều cái là không thể tưởng tượng được, trừ mà nếu như mà tìm về cái ký ức là chú chạy nước mắt hả. Bởi vì mình quá khó với con hả, quá khó. Chứ còn cái gì cũng mẹ, nhưng mà mẹ là thường đỡ đầu bâu che hả. Nhưng mà chú được bà hồi cái kỷ niệm đó là hắn đã quyết định là hắn đi thi mà vô sắm một bộ đồ mà hắn không chịu sắm một bộ đồ là đồ mini để lên thi. Hắn kêu thôi không biết thi có đậu hay không, sắm tốn tiền thôi, mẹ cứ để cho con mặc áo ba lỗ với quần sọt con lên thi. Về bà nó nghĩ thương con tội. Nhưng mà rốt cuộc là hắn thi là đúng. Hắn kêu cũng như là 12 năm trời là mẹ gì dắt con đi vô Sài Gòn là con thăm chơi một chuyến. Em Bella nó đi vô học sát Tết là chuẩn bị về, là cả nhà là thức hay trắng một đêm để đón Bella về, là sáng mai Bella mới về. Nhưng mà trong đêm để mở nhạc rồi nghe cứ bật điện tưng bừng ấy, thức mở cửa đi một đêm để đón nó về. Bởi vì là thứ nhất là mình con là nhà năm đứa, nhưng mà nó là đứa lớn nhất mà xa gia đình, là khổ nhất xa nữa. Nói chung là năm chị em nó là khổ nhất. Vậy khi mà Lê Bella đậu thì cái cảm giác của cô chú thế nào? Cũng lo là vừa lo mừng mà vừa lo. Mừng là mừng con nó đậu, lo là lo để lo cho tiền cái tiền cho ăn con học của nó học. Nè lo tiền không biết vô nó là học bao nhiêu, lo tiền ăn học một phần, rồi lo đi vô nó nói hồi nào giờ là sống ở nhà mình là chắc phát thật thà, mà giờ đi vô trong đó mình cứ sợ không biết học tới nơi tới chốn, hay là học nửa chừng rồi bị cạm bẫy. Cứ nửa đêm mà nghe điện thoại rung chung là đổ chung là coi như là tự nhiên người mình kiểu bất thần, nổi da gà là sợ. Không biết thứ nhất là con ở trong đó đêm hôm có việc gì hay không, rồi khi đi ra đường rồi có như thế nào, rồi cũng rất là sợ. Trong thời gian mà đi học ở trong thành phố á, thì biết là nó biết ở nhà ba mẹ cũng cực khổ, cho nên nó cũng tiết kiệm lắm. Nó tiết kiệm, nó cũng một tháng gửi cho nó chỉ 1 triệu, còn có khi gửi có 800 thôi. Nó cũng cố gắng, nó nỗ lực, nó học được 1 năm. Đi làm, đi quảng cáo cho bên máy lạnh, nó thưởng được phong bì 500 ngàn. Mà tội nghiệp đói cũng không lấy cái 500 ngàn nó ra mà tiêu.
đem về trên cậu á, trên ngoài dắt con gửi ra cậu. À, bữa nay biết tới Tết là con về con sẽ đây là lần đầu tiên con làm được tiền à, là con về con tặng cho ba mẹ con muốn quà. Thì hồi đó là coi như là nó thôi có gì là con cắt đây rồi để là dùng chứ cùng ba mẹ là coi như không có thể mà đáp ứng được theo đúng nhu cầu của con, mà con làm rất là ba mẹ không có chịu được, ứa nước mắt. Nhưng mà cái đứa mà con mà không biết thương cha thương mẹ, không có hiếu, nên cái không, cái này là lần đầu tiên trong đời con làm được tiền. Từ khi mà học ra trường cho tới bây giờ làm được tiền á, thì má em hướng về gia đình, hướng về em. Khi mà nó đậu, nó xách, nó cầm cái vali á, rồi ra chỗ hiên á, thì tôi mới nhớ là nó cầm cái vali ra này, hai mẹ con cùng nhau đi. Thì nó ra nó nhìn lại vô nhà thì nó có trăn trở, nó có nói là con cũng có hứa trong tâm á, là khi con vừa con sắp ra con đi học, tới khi nào mà thằng Út đi gần vô đại học là con mới có chồng. Đó, khi mà con ra con học xong rồi con ra trường con sẽ làm cái gì đó cho gia đình. Có thể lấy của em nhiều nước mắt như vậy chứ.